Phát ngôn của Ngọc Trinh về chuyện tình với đại gia hơn tuổi. Mới đây, cộng đồng mạng được dịp xôn xao trước thông tin Ngọc Trinh đang yêu Hoàng Kiều, tỷ phú người Việt giàu nhất thế giới, với tổng giá trị tài sản 3,6 tỷ USD. Vị đại gia này năm nay 72 tuổi, tức hơn người tình tin đồn đến 45 tuổi. Trong một bài phỏng vấn gần đây, người đẹp Trinh X khoe mình đang ngập tràn trong hạnh phúc và rất được yêu thương chiều chuộng. Cũng trong dịp trò chuyện này, Ngọc Trinh khẳng định gu của cô là đàn ông lớn tuổi bởi họ có sự chững chạc, có thể là chỗ dựa vững chắc, an toàn. Tiếp tục nói về những người đàn ông lớn tuổi, nữ diễn viên Vòng Eo 56 chia sẻ, đàn ông lớn tuổi sẽ không ham vui hay ra ngoài tìm người khác mà chỉ dành tình cảm cho mình thôi. Có thể nói người đẹp đang rất hạnh phúc với tình yêu mới sau khi chia tay người yêu cũng là một đại gia vào đầu năm nay. Khi hỏi người yêu hiện tại vì sao dành tình cảm cho mình, Ngọc Trinh thẳng thắn chia sẻ, anh ấy không ngờ cô gái 27 tuổi như tôi mà trong sáng, nói chuyện thật thà như thế. Người mẫu 27 tuổi cũng tâm sự, ngay lần đầu gặp mặt, tỷ phú người Việt này đã chiếm trọn trái tim của cô. Trong một bài phỏng vấn khác, khi được phóng viên yêu cầu định nghĩa về chữ ngoan trong tình yêu, Ngọc Trinh tự hào khoe cô biết cách chăm sóc người đàn ông của mình. Trinh nói, ví như anh đi tắm thì tôi sẽ lấy khăn cho anh, xoa bóp cho anh, thỉnh thoảng nấu ăn, vậy là tôi ngoan rồi. Ngọc Trinh nổi tiếng với nhiều phát ngôn rất thẳng và thực tế về mối quan hệ giữa tình và tiền. Cô cho hay, thà tìm một người đàn ông không có quá nhiều tiền nhưng thoải mái đưa tiền cho người yêu mình tiêu, còn hơn một người đàn ông rõ ràng có nhiều tiền nhưng kỳ kèo từng đồng một với người yêu của mình. Phát ngôn đình đám nhất của Ngọc Trinh về tình yêu không thể không nhắc đến, đó là yêu mà không tiền, cặp đất mà ăn à. Thời điểm cô chia sẻ, điều này đã gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều người cho rằng Ngọc Trinh hạ thấp tình yêu chân thực. Cũng có người khen, cô thẳng thắn nói lên điều mà tất cả các cô gái đều nghĩ nhưng không dám bày tỏ. Dù vậy, trong tình yêu, Ngọc Trinh khẳng định cô không chỉ cần tiền mà còn đòi hỏi rất nhiều thứ khác ở người đàn ông. Đàn ông phải cao hơn tôi, tài giỏi và tôn trọng phụ nữ, chứ không phải chỉ biết vứt tiền ra rồi coi thường mình, cô tâm sự. Chân dung tỷ phú đô la Mỹ 72 tuổi được cho là bạn trai Ngọc Trinh. Thưa quý vị, thông tin Ngọc Trinh đang trong giai đoạn hẹn hò tỷ phú Hoàng Kiều được bạn bè cô chia sẻ với truyền thông. Với nhiều người, đây là thông tin gây sốc vì doanh nhân gốc Việt hơn kiều nữ Vòng Eo 56 đến 45 tuổi. Hơn thế, ông còn được biết đến là doanh nhân người Việt giàu nhất thế giới. Hoàng Kiều sinh năm 1944 tại Quảng Trị, Việt Nam và hiện sinh sống ở Los Angeles, Mỹ. Thống kê của Forbes đến ngày 12 tháng 12 năm 2016 cho hay tỷ phú 72 tuổi hiện nắm giữ khối tài sản ước tính 2,9 tỷ đô la Mỹ. Ông xếp thứ 214 trong top 400 tỷ phú giàu nhất thế giới do Forbes công bố. Ông Hoàng Kiều được coi là hiện tượng trong giới tỷ phú thế giới. Sinh ra ở ngôi làng nghèo tại Bích Khê, Quảng Trị, Hoàng Kiều có tuổi thơ cơ cực. Khi chuyển lên Sài Gòn sống cùng chú, ông theo học ngành kỹ thuật tại một trường đại học. Hoàng Kiều chuyển sang Mỹ với gia đình ở tuổi ngoài 30. Thời gian đầu nơi đất khách, ông từng là nhân viên của Abbott Laboratory với mức thù lao là 1,25 đô la Mỹ trên giờ. Nhờ khả năng nhanh nhạy và tài quản lý, ông được thăng cấp tại Abbott. Năm 1980, ông tự thành lập công ty RAAS và sau đó là Shanghai RAAS Blood Product vào năm 1992. Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất huyết tương y tế. Ông là phó chủ tịch Shanghai RAAS Blood Product, nắm giữ 37% cổ phần công ty này. Công ty của ông hợp tác với Shanghai Blood Center, được niêm yết trên sàn chứng khoán Thâm Quyến Trung Quốc. Công ty này cũng thuộc top 30 công ty sáng tạo thế giới, top 200 doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ đô la Mỹ. Năm 2014, ông tham gia vào lĩnh vực sản xuất rượu vang bằng cách mua lại hãng rượu Michel Mondavi Family. Năm 2015, giới tài chính xôn xao khi Hoàng Kiều bỏ ra 33 triệu đô la Mỹ mua lại villa Humibus Netherlands, vùng ngoại ô Los Angeles. Ông dự định xây dựng trung tâm chăm sóc sức khỏe tại đây. Tuy nhiên, khi nói về độ giàu có của bản thân, doanh nhân 72 tuổi khá khiêm nhường. Đừng nói về cổ phiếu và tiền của tôi, hôm nay tôi là tỷ phú, chưa chắc mai vẫn là tỷ phú. Không khó để tìm kiếm những thông tin liên quan đến tài sản của ông Hoàng Kiều, nhưng đời tư của ông là sự bí ẩn với truyền thông. Tỷ phú gốc Việt từng kết hôn và có 5 người con. Ông ít chia sẻ về gia đình, nhưng người quen với ông cho biết cả 5 người con Hoàng Kiều đều thành công về đường kinh doanh tại Mỹ. Hồi năm 2014, khi có mặt tại buổi tiệc khai trương Kiều Hoàng Winery, cùng 300 vị khách mời, ông xuất hiện bên nữ diễn viên Lý Băng Băng và một phụ nữ xinh đẹp.
Tờ Navafly tiết lộ cô gái trẻ xinh đẹp chính là vợ Hoàng Kiều. Cô đã ở bên ông trong nhiều hoạt động kinh doanh. Ngoài công việc, Hoàng Kiều được nhắc đến nhiều bên cạnh các cuộc thi Hoa hậu. Năm 2010, ông từng nuôi ý định mang cuộc thi Hoa hậu thế giới về Việt Nam. Tuy nhiên, ý định này của ông đã không thể thành công. Cùng lúc, ông vướng vào bê bối quỵt tiền đất tại địa điểm dự định tổ chức cuộc thi ở Tiền Giang. Kể từ đó, Hoàng Kiều gần như biến mất khỏi giới đầu tư tại Việt Nam. We'll be right back.